Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền với một trang của Việt Nam. Đây là trang ids.info. Trang này các bạn kiếm tiền bằng cách là tìm các video mà các video trên YouTube ấy càng hot, càng có nhiều lượt xem thì các bạn sẽ được tiền. Mình sẽ ví dụ như sau. Các bạn vào YouTube. Đây các bạn tìm các video mà thu hút nhiều lượt xem. Ví dụ mình chọn một cái video Xuân Tùng đây. Xuân Tùng thì nhiều, chắc nhiều bạn kể view. Đây, chọn bài nơi này của anh. Mình có cái link đấy. Rồi mình chọn cái chỗ mà bài đăng. Vào thêm video mới. Đây là điểm nhạc. Đừng lấy vào còn lại YouTube hoặc là Facebook. Nếu mà chọn cái icon này thì những icon như là mình dùng trên YouTube hoặc là lại Facebook là dùng cái nút play mà giống trên Facebook. Để mình chọn thêm nhiều. Rồi bạn copy link này, copy cái link này đấy. Rồi bạn chia sẻ lên Facebook hoặc là Zalo. Thì là nói chung các kiểu thu hút càng nhiều người xem càng tốt. Với 1.000 lượt xem thì các bạn sẽ được 1,5 đô. Đây, mình được 3 lượt xem và được 0,45 đô. Đây, mình được 2,0045 đô. Các bạn đăng ký theo cái link này của mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn sẽ được 2 đô. Rồi. Cảm ơn các bạn. Đây, video hướng dẫn của mình này kết thúc. Nếu bạn không biết, không rõ chỗ nào thì bạn